Mang cái tinh thần mà năng lượng tích cực cho Lợi rất là nhiều và hôm nay có duyên hai anh em con gặp gặp nhau tại vì là sắp tới Lợi có mặt thi đấu ở một cái giải mà ở bên ngành nghệ thuật của Lợi tổ chức có tên là The Champion thì hôm nay Lợi có mặt tại đó là lý do tại sao hôm nay Lợi có mặt tại No One May Club của Nhất để mà được sự bổ nhiệm của chương trình là Nhất sẽ là người huấn luyện viên của Lợi để mà Lợi tập luyện rèn luyện trong một khoảng thời gian nhất định trong vòng khoảng một tháng hơn như thế nào thì sẽ lên sàn đấu và những người làm nghệ thuật sẽ cùng đấu với nhau một trận đấu trên một võ đài phải nói là có thể nói là đối kháng với nhau chứ không có dựng bài tất cả mọi thứ thì tập đối kháng và đánh đối kháng như đài các bạn đang coi ở trên TV gì đó thì hôm nay rất là vinh dự vinh hạnh để mà Nhất một người bạn giống như một người thầy chơi lên cho Lợi trong cái cuộc thi đấu sắp tới. Ok, các bạn hãy đón xem buổi tập luyện của Lợi và hãy chờ đợi trận chiến của Lợi sắp tới nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thật là bây giờ là đuổi lắm rồi. Bây giờ là cái này là cái bò lên rồi đi về đó. Yep.
Chiến đấu trên võ đài á, là thật sự là Lợi không biết nói gì, sự rất là mệt. Và hôm nay tập luyện có những lúc mà mọi người thấy ông vui rồi này kia đó là năng lượng tích cực và vui để cho mọi người xem cho đỡ chán thôi, chứ thật sự là Lợi mệt lắm á. Cảm ơn mọi người đã xem clip và ủng hộ cho kênh duy nhất của thầy của mình nha. Các bạn nhớ nhấn like, share, đừng quên đăng ký kênh của Nhất nha.